Quý vị và các bạn thân mến, tạm chia tay với không khí đón Trung Thu ở thủ đô Hà Nội thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tới ở một địa điểm du lịch vô cùng quen thuộc, đó chính là phố cổ Hội An. Có lẽ với bất kỳ du khách nào khi chúng ta đặt chân tới phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam vào dịp rằm Trung Thu thì sẽ có những kỷ niệm không bao giờ quên. Bởi trong dịp này thì phố cổ Hội An sẽ đẹp lung linh hơn bao giờ hết nhờ có những chiếc lồng đèn sáng trên từng con phố. Vâng, và đó là những chiếc đèn lồng có vẻ đẹp rất riêng, mang đậm màu sắc tâm hồn Việt và cũng như màu sắc của những hoài niệm lôi cuốn con người. Và khi nói đến đèn lồng Hội An, người ta thường nhắc đến nghệ nhân Huỳnh Văn Ba, được xem là người tiên phong đưa đèn lồng Hội An đi ra với thế giới. Một ngày mới của nghệ nhân Huỳnh Văn Ba bắt đầu bằng những công việc quen thuộc. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn ngày đêm miệt mài, cầm rựa vót nan, không ngừng chăn trở để sáng tạo ra những chiếc đèn lồng mới lạ. Với ông, niềm đam mê là yếu tố quyết định để làm nên những sản phẩm mang đậm nét văn hóa của người dân Hội An. Trước kia thì làm những cái đèn không xếp được, nhưng mà xa này rồi nhà nước mở cửa thì khách người tới thấy cái đèn ức là. Thì bọn bè với tới nói ông là người xéo tay mà cũng có cái vấn đề thủ công mỹ nghệ nổi tiếng ở đây thì ông cố gắng lọt. Thì tôi bây giờ tôi làm tôi suy nghĩ cũng 5-6 tháng. Từ đó mình bước làm ra những đầu tiên làm cái quạt nó không kết quả. Rồi sau nghĩ đến cái dù. Thì thấy cái dù nó được, nó thành công. Nhưng mà hồi đầu làm thì cũng trật lên trật xuống đủ thứ hết. Rồi tôi làm không có gỗ. Hồi xưa là làm bằng tre không. Trên cũng, cái lót này cũng tre. Rồi ở dưới cái chui cũng tre. Không lâu lắm cho nên tôi làm thủ công bằng tay. Trừ nhờ cũng có cái thủ công bằng ấy cho nên chắc cũng nhanh. Cho nên từ đó tôi cũng mong muốn là show mình gắn bó với cái đàn này và được xã hội chấp nhận. Đó là điều không chi bàn. Hiện nay, tại phố cổ Hội An, có hơn 30 hộ gia đình sản xuất và kinh doanh đèn lồng. Trong đó, cơ sở của nghệ nhân Huỳnh Văn Ba là một trong hai cơ sở sản xuất đèn lớn nhất tại đây. Không những truyền nghề cho con cháu, ông còn dạy nghề cho những lao động bị khuyết tật và bất cứ ai đam mê nghề làm đèn lồng. Hàng ngày làm sản xuất ra cũng rất là nhiều chiếc đèn lồng, nhưng mà mỗi cái mẫu thì nó cũng mang ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như cái nguyên liệu chính của chiếc đèn lồng là tre, là nói chung là nguyên liệu là rất là thân thiện với lại cái người dân Việt Nam mình có từ xa xưa. Rồi nói chung là cũng tính ra là cũng mười mấy cái mẫu đàn. Mỗi mẫu đàn thì có mỗi cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như cái hình tròn là cái mẫu mà bán chạy nhất, khách người ta thích nhất. Là nó cũng tượng trưng cho những cái năm chao mà liên kết với nhau trên cái quả địa cao. Ở tuổi 77, hơn 50 năm gắn bó với đèn lồng, nghệ nhân Huỳnh Văn Ba luôn chăn trở. Làm thế nào để những chiếc đèn lồng Hội An giữ gìn nét riêng, mang hơi thở phố Hội, sông Hoài. Thưa quý vị, sau nhiều năm bị lãng quên thì những chiếc đèn lồng như thế này đã được hồi sinh mạnh mẽ. Có thể nói, nhờ công tiên phong của nghệ nhân Huỳnh Văn Ba, ông là người đầu tiên phục chế và sáng tạo ra cách gấp gọn lại những chiếc đèn lồng. Nhờ đó mà những chiếc đèn lồng như thế này có thể dễ dàng theo chân khách du lịch về với đất nước của họ. Thì điều này đã góp phần rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh về những nét văn hóa rất riêng của phố cổ Hội An và người dân xứ Quảng ra thế giới. Phố cổ Hội An những ngày rằm tháng 8 lại rực rỡ và lung linh hơn dưới những ánh đèn lồng. Đằng sau vẻ đẹp huyền diệu đó là những người tâm huyết với đèn lồng, với phố cổ như nghệ nhân Huỳnh Văn Ba, người gắn bó cả cuộc đời với đèn lồng.